Ổ cứng SSD Corsair Frost MB510-240GB giúp bạn truy xuất dữ liệu và load game cực kỳ nhanh với tốc độ gấp 4 lần so với các dòng SSD SATA 36GB/s. Tốc độ đọc đạt 3480 MB/s và tốc độ ghi lên đến là 3000 MB/s. Ngoài ra, phần mềm quản lý Corsair SSD Toolbox giúp bạn dễ dàng theo dõi và quản lý ổ cứng với công nghệ Smart, theo dõi sức khỏe SSD, chuyển hệ điều hành, update firmware mới nhất, chuẩn giao tiếp NVMe PCI Express M2 Gen 3 X4, cung cấp hiệu suất cao, khởi động hệ điều hành cực nhanh, tốc độ truyền tải dữ liệu với độ tin cậy siêu cao, tất cả đều được thiết kế trong một hình hài nhỏ bé. Được trang bị công nghệ 3D NAND TLC mang đến sự kết hợp hoàn hảo về hiệu suất, độ bền và giá cả cực kỳ hợp lý. Với kích thước siêu nhỏ, M2-2880 phù hợp với tất cả các loại máy tính xách tay hoặc bo mạch chủ của bạn mà không cần phải thêm cáp hoặc đầu nối. Sản phẩm đã được bán tại Hà Nội Computer với chế độ bảo hành 36 tháng.